ngon quá. Chào. Nè, em với anh Hoàng nè. Wow. Kỳ thế. Cà nó có nhiều cái lao ha. Cỏ cú. Cỏ cú hả? Ở đây mình đi là có cát anh Hoàng ha. Ở trên kia mình đi đâu có cát đâu. Bữa đi bên bà đen Hiếu nó chợ nhầm nhò gì đâu. Nhầm gì Hiếu đâu. Đúng rồi nha. Không, bây giờ chắc đi phan chi phan trước đi anh. Nó ngoằn ngoèo vậy không? Giống như ultra treo. Đi mấy cái đường này lại là sở trường của anh Hoàng. Lần trước là tại vì có leo trèo. Hôm nay là đi là đi treo leo ha. Cái này đi thì nó bình thường, nó không có treo leo. Ồ nè, cái cây này nó bị đổ anh à. Wow. Cây bị đổ. Mát quá anh, thấy quá. Mát quá. Rất là mát. Cực kỳ mát mẻ. Đi dốc, đi là hơi khó. Nhưng mà rất là mát. Hello, morning. À, đang đi thì gặp lại một đoàn. Chào. Good morning. Yeah. Morning. Đi thì lại gặp mấy anh người nước ngoài. Nước ngoài đi chung trong đây cũng khá là nhiều. Wow. Thế là tới khu một chút. Đường đi thì khá là mát. Dễ đi. Người nước ngoài họ đi nhanh thật. Anh hiểu nhỉ? Người nước ngoài họ đi nhanh thật. Dài. Họ bước, họ bước. Nhờ. Đi du dịch đây. Tè toi. Nó cũng toi. Toi nhờ. Nó còn toi hơn mình ấy. Yeah.
Không, Đức nó hay nha. Đức nó rất nhiều ý tưởng. Thấy thấy bao bao. Ok. Cho ta hồ xài. Thôi thối lỗi mà, em cũng đang thối lỗi đấy. Chưa bao giờ mà thấy mà. Mà dặn đồng viên chơi mà nọ ban tổ chức nha. Wow, thấy không? Anh Hà nói giờ còn đoạn nào khó hơn nữa không kìa. Kỳ thế anh Hà. Hay quá anh Hà ơi. Anh Hoàng, cho nên anh Hoàng càng đi anh Hoàng càng khỏe ra. Bởi em nói cái này là cái đường này đi là sở trường của anh Hoàng mà. Đó. Anh Hiếu. Cái đường này là đường sở trường anh Hoàng mà. Đường dưới này tôi làm khó được anh Hoàng. Đi không chịu. Đây. Đây cũng có chỗ chỉ đường đàng hoàng. Giống như mình đi Bà Đen. Nha. Yeah. Kia thì viết bằng tay, mọi người ở đây thì đây cũng có cái cây này. Đó ở Bà Đen ấy chị. Rất là đã, mát mẻ. Đi theo cái đường này thì nó khác hơn, nó Bà Đen. Mình leo lên đá, đường này thì mình đi dốc. Nhưng mà khá là mát, khá là thoải mái. Đã thế, nên mình lên đi một lần. Sướng quá, cây cối. Cực kỳ mát luôn mọi người. Cực kỳ mát. Yeah. Cực kỳ mát nha mọi người. Yeah. Đây. Đây. Đi giữa đường này. Hay quá. Mà có thêm cái chỗ nào mà có suối nữa là rất là đẹp nha anh Hiếu. Mình phải đi ngang chỗ nào có suối nữa là đẹp quá. À là có đường xe đạp đó anh. Hay quá. Cái đó đi xuống. Cái kia là đi xuống. Đường này. Không dễ sợ không? Giữa trái nha. Cầm lực hết hả nè. Ok. GSK ơi, trái nha. À dạ. Lại tặng xe cho Khoa. Thôi đẹp quá. Đẹp thế nhỉ, con này đẹp thế. Đánh dấu nè, yeah, giống như ở trên đó ha. Ok. Ôi, ok. Ui, đẹp quá. Đẹp thế. Đi thế này mới xuống. Rừng cây. Còn thế này. Điều bữa anh đi sớm lắm hả anh Hiếu?
cũng có ghe rồi đó nè. Ồ. À, đây có nuôi vịt luôn cơ. Đây, ôi, cái chị vịt. Vịt ngâm ngỗng. Ủa, đây có đường hả? Trong rừng mà lại có tàu, có thùa, có xuồng ở trong ở trên núi luôn ha. Nó đầu tư hoành tráng cơ. Đúng rồi, nó hoành tráng, nó bài bản hơn. Với lại nó có đủ thứ tiền. À đây nè, cái đường này lên ha. Nó đi vô đường này. Nó đi đường này đó, nó đi lên trên núi đó, mình tí nữa mình lên trên đó đó. Dạ. Yeah. Nó đi vòng xuống đây. Còn mình đi vòng đường đó. Mình đi đường băng rừng. Còn đó. Còn nếu mà mình muốn nhẹ thì là mình đi theo đường đó. Em uống cà phê đâu, em không uống nước thôi được. Để em coi coi. Ngoài đây cà phê ngoài đây em dám uống. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.